Thưa các đồng chí và quý vị, trong những năm gần đây, hoạt động hàng hải, hoạt động kinh tế biển ngày càng phát triển và mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, sự gia tăng của các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên biển cùng các yếu tố an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường biển đã ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Điều này đặt ra yêu cầu về sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia mà đại diện là lực lượng thực thi pháp luật trên biển của cả nước. Cùng với các lực lượng làm nhiệm vụ giữ vững chủ quyền trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam được giao là lực lượng chuyên trách của nhà nước, thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự an toàn và đảm bảo việc chấp hành pháp luật của Việt Nam, cũng như quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, độc lập tự cường và bảo đảm cao nhất lợi ích của quốc gia, dân tộc luôn luôn là nguyên tắc bất di bất dịch, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của Việt Nam. Bên cạnh các cuộc chiến đấu kiên cường bảo vệ giang sơn độc lập chủ quyền của đất nước, ông cha ta luôn chú trọng đến hoạt động đối ngoại, tạo dựng bản sắc riêng rất độc đáo của nền ngoại giao nước nhà. Ngoại giao của chúng ta là ngoại giao cây tre Việt Nam, rất mềm dẻo nhưng rất kiên cường, thành bụi tre, thành khóm tre, thành lũy tre. Khi là măng thì măng mọc thẳng, rồi đẻ ra rất nhiều những cây tre nó thành khóm, thành bụi, cái rễ nó chằng chịt với nhau, nó bám rất chắc rễ với nhau, rất mềm mại, rất đặc trưng. Quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước với sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã đẩy mạnh tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm trên biển. Đối với các vấn đề liên quan đến biển và đại dương, Việt Nam luôn đề cao hợp tác quốc tế về biển, đặt vấn đề này trong tổng thể của chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế và khu vực, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Sự nỗ lực của Cảnh sát biển Việt Nam trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế đã góp phần xây dựng lòng tin chiến lược, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng các vùng biển an ninh, an toàn, hòa bình, thịnh vượng, hợp tác cùng phát triển. Đồng thời đã đóng góp tích cực vào cái mục tiêu nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Trong tình hình thế giới hiện nay, các cái nội dung, các cái diễn biến ở trên các cái vùng biển thì không có một cái lực lượng thực thi pháp luật nào, một quốc gia cụ thể nào có thể giải quyết được một cách trọn vẹn. Vì vậy là cái việc là tăng cường hợp tác, trao đổi giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước liền kề tiếp giáp là vô cùng quan trọng. Là loại tội phạm có tính chất quốc tế, cướp biển trực tiếp đe dọa đến tính mạng và cuộc sống của người dân, tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh tế, giao thương buôn bán và là một thách thức hàng hải thường trực. Mặc dù đã giảm trên toàn cầu, nhưng hiện tượng này vẫn đáng lo ngại ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đặc biệt là ở eo biển Singapore và vùng biển Philippines. Các quốc gia trong đó có Việt Nam luôn cố gắng phát triển sự hợp tác để giải quyết tình trạng này, nhưng vấn nạn cướp biển vẫn còn tồn tại. Ngày 11 tháng 6 năm 2015, tàu Okim Harmony quốc tịch Malaysia bị cướp biển khống chế trên vùng biển phía đông của Malaysia. Chiến dịch tìm kiếm con tàu mất tích bắt đầu được triển khai với sự tham gia của một số nước ASEAN và một số nước ngoài khu vực, trong đó có Việt Nam. Ngay khi có yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình. Thông qua kênh liên lạc hai bên, trung tâm chia sẻ thông tin RECAP điều động tàu biển tiến hành kiểm tra. Sau nhiều ngày quần thảo trên biển trong điều kiện sóng to phức tạp, ngày 19 tháng 6 năm 2015, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã bắt giữ thành công 8 tên cướp biển ở khu vực đảo Thổ Chu. Tôi muốn thông báo cho quý vị biết rằng vụ tàu Okim Harmony đã được giải quyết, tàu và thuyền viên đã được giải cứu và những tên cướp biển đã bị bắt tại Việt Nam. Trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, qua hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát biển Indonesia và Đại sứ quán Indonesia, Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, tiếp nhận đưa gần 1.000 công dân Việt Nam từ Indonesia về nước Việt Nam.
Việt Nam cũng cử đại diện tham dự các vòng đàm phán về phân định vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và triển khai các biện pháp tạm thời tại khu vực giáp ranh Việt Nam và Indonesia. Ký nghị định thư về cơ chế liên lạc đường dây nóng với Ủy ban Quốc gia An ninh Hàng hải Campuchia. Hai bên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể là đã phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin qua đường dây nóng theo nội dung nghị định thư mà hai bên đã ký kết. Đồng thời, thống nhất một số phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới, như nghiên cứu, trao đổi thông tin qua một số ứng dụng công nghệ và các biện pháp nghiệp vụ khác. Không chỉ tăng cường hợp tác quốc tế với các quốc gia có vùng biển tiếp giáp trong khu vực ASEAN, Cảnh sát biển Việt Nam còn tích cực mở rộng hợp tác quốc tế với lực lượng thực thi pháp luật trên biển và một số quốc gia ngoài khu vực có nhiều nguồn lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực này như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc. Nhờ đó, nhiều nước đã sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực cho Cảnh sát biển Việt Nam. Chúng tôi đã tích cực phối hợp với các nước lớn trong cái việc hợp tác để nâng cao năng lực cho cảnh sát biển về trang bị tàu thuyền, cơ sở vật chất hậu cần và đào tạo cho cán bộ nhân viên của cảnh sát biển về lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn và các lĩnh vực khác. Tôi thấy là cái hoạt động hợp tác của cảnh sát biển trong thời gian vừa qua thì chúng tôi phối hợp rất là chặt chẽ thông qua cái kênh hoạt động với đại sứ quán các nước tại Hà Nội. Một buổi tập huấn của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản JCG cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác kỹ thuật phi dự án, đào tạo tăng cường năng lực cho cảnh sát biển Việt Nam của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA. Khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển cho cán bộ cảnh sát biển Việt Nam và tăng cường giao lưu hợp tác hiểu biết giữa hai nước Nhật Bản Việt Nam nói chung, cảnh sát biển hai nước nói riêng. Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước mà có lực lượng thực thi pháp luật trên biển ở các nước phát triển như là Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản cũng như cảnh sát biển Trung Quốc. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tích cực tham gia có trách nhiệm vào các cái cơ chế đa phương ở khu vực và trên thế giới. Các chuyến thăm giao lưu của tàu cảnh sát biển Việt Nam đến Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ không chỉ là cơ hội để tổ chức huấn luyện, rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam có bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng điều động tàu đi công tác xa dài ngày trên biển, mà đây còn là cơ hội nâng cao vị thế cho cảnh sát biển Việt Nam. Đặc biệt, nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, giao lưu, tăng cường sự hiểu biết, xây dựng lòng tin chiến lược với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước trong khu vực, được sự nhất trí về chủ trương của Thường vụ Quân ủy Trung ương, giao Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn lần thứ nhất năm 2022, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 12 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của Cảnh sát biển Việt Nam và các nước lân cận. Thông qua chương trình này, thì Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật của các nước sẽ có cơ hội để mà trao đổi, để một đối thoại, tăng cường cái hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và tạo cái sự đồng thuận cao trong việc hợp tác thực thi, thực hiện pháp luật trên biển. Với cái mục tiêu là vì các vùng biển an ninh, an toàn và môi trường sạch. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã bám sát cái sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, đã tổ chức triển khai đồng bộ các cái biện pháp duy trì thực thi pháp luật trên biển, hoàn thành mọi các cái nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh các cái hoạt động đối ngoại, hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước liền kề và các tổ chức quốc tế, đã tham gia tích cực, có trách nhiệm trên cả phương diện song phương và đa phương. Trong bối cảnh tình hình mới, hợp tác đa phương có vai trò ngày càng quan trọng trong giải quyết các thách thức toàn cầu. Những kết quả thành công quan trọng của đối ngoại quốc phòng đã đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao uy tín và vị thế của đất nước nói chung, của quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, tích cực tham gia các hoạt động song phương, đa phương, nghiêm túc, đầy đủ, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Cảnh sát biển Việt Nam trên trường quốc tế, vì một vùng biển bình yên, an toàn.